Bóng đá thì luôn là một sự lựa chọn, cuộc sống cũng như vậy. Ngày hôm nay thì khán giả của Xuân Lai sẽ phải lựa chọn đội bóng mình đi tiếp hay là dừng bước. Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng FC Xuân Lai XN về tham dự trận đấu tứ kết hai giải bóng đá Xuân Lai Open lần đầu tiên năm 2000. Trên màn của các bạn hiện tại đang là hai đội trưởng của XN và Xuân Lai. Trước thêm giải Xuân Lai Open thì hai bóng cũng đã gặp nhau, kết quả hòa hai đều. Nhưng đây là một cuộc chiến loại trực tiếp trong một giải đấu, nó sẽ rất khác với những tâm thế của trận giao hữu. Hai cái tên đại diện cho sự ưu tú của các bảng A và B xuất hiện ở loạt trận đấu tứ kết hai. Ngày hôm nay thì cao thủ chủ nhà Xuân Lai vẫn mang bộ trang phục truyền thống, quần xanh tím than, áo vàng đen. Còn XN lựa chọn bộ trang phục áo đỏ, quần xanh tím than. Một cuộc chiến sẽ rất khó lường. Xuân Lai với tâm thế là đội bóng nhất bảng B, còn XN với một chiến thắng và một trận thua, họ đứng thứ hai ở bảng A. XN bảng tử thần, bảng đấu có sự có mặt của Quan Độ, Hương Mạc, đội bóng đã có mặt ở lượt trận đấu bán kết. Và XN đã vượt qua Quan Độ trong trận đấu sinh tử. Bình luận viên Tiến Bành đưa ra độ ma cao trận đấu có độ tài xỉu là 3 đứt, độ nhà cái là hòa về. Hai trọng tài bắt chính vẫn là những trọng tài của ban trọng tài huyện Yên Phong, Quý Soccer và Diêm Công Đạt. Với Xuân Lai ngày hôm nay thì họ ra sân, thủ thành của họ vẫn là Hải Huy số 1, đội trưởng Quang Gấu số 14, Khang Ích số 17, Hữu Thắng số 68, Trọng Tuyên số 75, Dương Sport số 5 và Tùng Đen đeo số 23. Những khán giả đến với sân Xuân Lai ngày hôm nay cũng đông hơn để cổ vũ động viên tinh thần cho đội bóng con cưng của mình. Trước khi bước vào giải đấu Xuân Lai Open thì XN cũng đã có trận giao hữu để làm quen với mặt sân. Họ có trận hòa hai đều trước cao thủ chủ nhà Xuân Lai. Nhưng đây là một trận đấu loại trực tiếp. Ngày hôm nay thì lực lượng của XN cũng đang gặp rất nhiều vấn đề, đặc biệt là vị trí trong khung gỗ, khi mà Duy Dự đã không xuất hiện. Và bắt thay cho Duy Dự ngày hôm nay là cầu thủ trẻ Minh Hiếu. Đã có một cầu thủ của XN đang bị đau, gặp vấn đề ở trên sân. Trong đội hình của XN thì vẫn có những cái tên quan trọng, trong đó có hậu vệ cánh phải Quang Toại số 21, cao thủ Đức Đông số 13, Ngọc Đăng đang đá thay cho Công Hạ đeo số 2, cao thủ Quang Linh đeo số 25, số 95 Quang Tiến, và như thường lệ thì đội trưởng của XN vẫn đang là Thế Anh đeo số 8. Bình luận viên Tiến Bành đưa ra độ ma cao cho trận đấu này, tài xỉu là 3 đứt và độ nhà cái là hòa về. Vẫn là cao thủ XN. Hai sự mất mát rất lớn của XN trong trận đấu quan trọng này, đó là sự vắng mặt đáng tiếc của thủ thành Duy Hạ, Duy Dự, và trung vệ Công Hạ cũng vẫn chưa thể đến với sân. Rất tự tin, nhưng đó là một tình huống mang tính chất mạo hiểm đến từ Hữu Thắng. Bên ngoài sân thì cao thủ Xuân Lai còn có một huyền thoại bóng đá ở thời hiện đại, Đinh Xuân Vinh. Rất nguy hiểm, đã có tiếng còi của trọng tài.
Pha lao vào đánh đầu đến từ Trọng Tuyên. Ngày hôm nay thì Dương Sport được tin tưởng đá chính ngay. Theo nhận định của Bình Vinh Hùng thì lối chơi của Xuân Lai có nét tương đồng với đội bóng Hương Mạc. Hương Mạc ở lượt trận đấu tứ kết 1, đơn giản họ đã có chiến thắng rất khỏe. Pha chuyền bóng vào trong đã bị bắt bài. Phản công dành cho Xdo, 2-1. Cần phải nhanh hơn. Quang Linh không vào. Sự xuất sắc đến từ Hải Huy đã cứu thua cho đội bóng chủ nhà. Pha lao ra rất nhanh của Hải Huy và Quang Linh vẫn chưa thể ăn mừng. Quang Linh vẫn đang kém duyên trong hóa của Xdo ở giải đấu này. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội bóng khách mời. Bên ngoài sân thì huấn luyện viên trưởng của SC Sơn Lai vẫn là anh Nguyễn Thành Bang. Còn huấn luyện viên trưởng của các thủ XN nhân tất bên ngoài sân đang là Sơn Gusi. Tình huống trọng tài xác định có lỗi đẩy sau. Ban tổ chức của giải Sơn Lai Open cũng như là cá nhân của đội bóng, anh Nguyễn Thành Bằng đang rất mong muốn nhận được thêm những sự đồng hành ủng hộ góp sức vào giải Xuân Lai năm nay để có thể duy trì được một giải đấu thường niên. Công sức của một người hay một vài người thì không thể tạo ra được giải Xuân Lai Open hấp dẫn như thế này được. Rất hy vọng là có thêm những doanh nghiệp, những cá nhân đồng hành cùng với Xuân Lai ở những mùa giải tiếp theo hoặc là ngay mùa giải hiện tại. Nhiều khả năng sau giải Xuân Lai Open sẽ là một giải đồng niên của Xuân Lai được tổ chức trên sân đồng xóm mọt, sân bóng trung tâm của mảnh đất làng Sải. Ở tại Xuân Lai thì có tới 6 sân đất đệm đủ điều kiện thi đấu sân 7. Sân xóm mọt thậm chí còn thi đấu sân 11 người. Chính là sân các bạn đang theo dõi ở đây. Xuân Lai là một mảnh đất có nền bóng đá phát triển, nhưng việc họ chưa thể vươn xa và chưa có một giải đấu mở rộng nào chính là điểm trừ của mảnh đất Xuân Lai. Khán giả thì rất cuồng nhiệt với môn thể thao vua. Tôi cũng thấy rất nhiều các nhà cáo ấy, những nhà cái độ ma cao bên ngoài sân, nhưng gần như là các anh chưa ủng hộ cho ban tổ chức. Quang Gấu pha bóng trượt, đây là Thế Anh, rất nguy hiểm. Với Thế Anh thì việc lựa chọn những tình huống dứt điểm một chạm hoặc là dứt điểm nhanh luôn là điểm mạnh của đội trưởng bên XN. Sắp tới tại giải Đông Anh mở rộng tranh cúp Thịnh Dương, XN cũng sẽ tham dự. Pha đá rất mạnh. Người đang nằm sân đó là Trọng Tuyên. Một tình huống dứt điểm rất căng. Một pha bóng mà Trọng Tuyên đã đổ gục xuống sân. Người đưa ra pha dứt điểm chính là Đức Đông. Sút rất căng. Bây giờ sẽ là tiếng đá biên dành cho các cầu thủ bên phía XN. Quang Linh vẫn là tình huống can thiệp rất kịp thời đến từ Tùng Đen. Ở Xuân Lai thì có 7 cầu thủ đá chính.
những đội hình dự bị của họ thì có rất nhiều cầu thủ có biệt hiệu là đen. Đây là Quang Gấu. Những khán giả của Xuân Lai chắc chắn sẽ đặt niềm tin nhiều vào đội trưởng của mình. Đường truyền xa rất tốt. Cơ hội dành cho Xuân Lai. Một tình huống dứt điểm từ xa. Đó là tình huống dứt điểm đến từ Trọng Tuyền. Và bên ngoài sân thì khán giả nào đang giữ trái bóng của bàn trước xin trả lại cho bàn trước đi ạ. Và cũng rất hy vọng là các khán giả trên trang fanpage sẽ cùng giúp chúng tôi chia sẻ cho trận đấu tứ kết 2. Mắng đi việc đang thiếu đi trung vệ Công Hạ. Chắc chắn sẽ là một thiệt thòi rất lớn mà đội áo đỏ phải gánh chịu. Và trong khung gỗ thì thậm chí là thủ thành Duy Dự cũng đang không thể xuất hiện. Và mất bóng nguy hiểm. Đây là Tùng Đen. Nhưng Tùng Đen cũng vừa có một đường truyền không tốt. Rất tốt. Tốc độ của Hữu Thắng. Nhưng tình huống càng ngang vào trong thì chưa thật sự là tuyệt vời. Điểm mạnh của bóng đá Xuân Lai chính là hai hành lang biên. Một bên là Hữu Thắng, còn một bên là Khang Ích. Với các cầu thủ luôn có một tốc độ quá tuyệt vời trên sân Tân Nện. Quang Linh coi pha lao ra, nhưng đó là một tình huống dứt điểm không thành công đến từ Quang Linh. Một giải đấu mà ngôi sao được chờ đợi nhất bên phía XN vẫn đang thật sự là vô duyên. Một giải đấu rất được chờ đợi đến từ Quang Linh. Hải Huy đã lao ra, khung thành đã bỏ trống, nhưng Quang Linh đã thực hiện một tình huống dứt điểm bằng chân trái, không phải là chân thuận đưa bóng lên trời. Đó là pha chạm bóng của Minh Hiếu, thủ thành bất đắc dĩ ngày hôm nay đến từ XN. Ngày hôm nay thì cao thủ XN vắng tới cả 4 thủ môn chính thức của mình. Một giải đấu mà những cầu thủ rời sân sẽ không được quay trở lại sân nữa. Đánh đâu? Đó là một tình huống phá bóng ra. Đây là một mùa giải mà XN cũng đang đặt mục tiêu rất cao. Nó cũng như là một
giải đấu bàn đạp để chuẩn bị cho giải Đông Anh mở rộng. Giải đấu hứa hẹn sẽ khó khăn hơn và khó lường hơn rất nhiều với giải Australian Open. 8 ông lớn, 8 đội bóng có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại sẽ quy tụ tại Đông Anh. Giải đấu Đông Anh mở rộng tranh cúp Thịnh Dương diễn ra vào ngày 28 tháng 5. Hải Huy, một mùa giải mà Hải Huy cũng đang thể hiện được phong độ tốt. Xuân Lai đã có những trận đấu. Quang Linh vẫn là một sự vô duyên khó hiểu đến từ Quang Linh. Hôm nay là ngày rằm, có lẽ là Quang Linh vẫn chưa thắp hương. Đó là tình huống dứt điểm thứ 5, chiếu thứ 3 của Quang Linh rồi. Tình huống kê chân. Bên ngoài sân thì các cầu thủ Xuân Lai còn huyền thoại sân đất của mình, Đinh Xuân Vinh. Anh cũng chính là nhà tài trợ kim cương của giải này. Người góp công để mang giải Australian Open bước sang một tầm cao mới bằng cách quay phát toàn bộ 100 trận đấu, 100%. Một trong những doanh nhân trẻ tuổi của Xuân Lai, Đinh Xuân Vinh, đơn vị tài trợ văn phòng F5 Media của Đinh Xuân Vinh. Xuân Lai đang chuyền bóng và mất bóng rất nhiều. Trượt chân rồi. Phản công cho XN. Những tiếng hò reo của khán giả nhà của Xuân Lai cũng đang không xuất hiện nhiều. Có lẽ phải sau 6:30 thì những khán giả của Xuân Lai mới vào xem live stream nhiều. Hải Huy. Đây là Quang Gấu. Lại trượt chân. Đội bóng đầu tiên có mặt ở loạt trận bán kết đã gọi tên FC Hương Mạc, một đại diện của Từ Sơn. Sau chiến thắng 3-1 trước cao thủ Thu Thủy. Cơ hội Quang Linh vẫn không vào. Hải Huy tiếp tục từ chối bàn thắng đến từ Quang Linh. Lại là một pha dứt điểm bằng chân trái. Rất căng. Vẫn là cơ hội cho XN. Liên tiếp là những tình huống hãm thành. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ chủ động. Xuân Lai đang nhường thế trận cho đội bóng XN. Quang Gấu. Lại một đường chuyền sai của Quang Gấu. Các cầu thủ Xuân Lai thay người. Tung đen rời sân. Và người vào sân bây giờ là Tiến Triển.
rất nhanh. Pha bóng áp sát nhanh của Xuân Lai. Nhưng đây là một tình huống mà các thủ XN gần như bị rơi vào thế bị động. Cơ hội dành cho các thủ XN. Quang Linh, không phải là chân phải Trần Thuận. Em mình theo dẫn vào điện anh, cứ đứng ngồi xuống đi. 73. Hay ai? Động không đăng à? Hả? Động không đăng. Xuống đi, xuống đi. Công hạ. Rất nguy hiểm. Các thủ XN thay người. Công Hạ được tung vào sân và Ngọc Đăng được cho ra nghỉ. Rất trơn. Khi Công Hà được tung vào sân thì cầu thủ này sẽ đá trung vệ. Đức Đồng sẽ được dạt sang cánh phải. Quang Toại sẽ chám vào hành lang cánh trái. Công Hà là cầu thủ sinh năm 2K4. Anh vừa cùng với đội bóng U18 Đông Anh vô địch tại giải U18 Vĩnh Phúc. Một cầu thủ trẻ 18 tuổi nhưng đã cho thấy được phẩm chất cũng như là tài năng của mình. Rất tốt, Đức Đông quyết định dứt điểm ngay. Khán giả nhà đang không tin vào một tình huống, một trận đấu mà Xuân Lai có thể vượt khó. Nhưng bóng đá luôn là như vậy. Cơ hội đến không tận dụng được thì rất có thể sẽ có những điều bất ngờ xảy ra. Phản công dành cho Xuân Lai. Đây là tiến triển. Rất yếu. Xuân Lai đang bị cuốn theo lối chơi của các thủ XN. Quang Gấu lại mất bóng. Coi đây rồi Thế Anh. Nếu không có sự xuất sắc của Hải Huy thì có lẽ bây giờ Xuân Lai đã để thua ít nhất là 3 bàn. Đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía chủ nhà. Treo bóng rất nguy hiểm. Coi đã có tiếng còi của trọng tài. Đá phạt dành cho đội chủ nhà. Một tình huống mà điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Một tình huống mà điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Đây là cơ hội cho Xuân Lai. Rất nhiều sự lựa chọn. Đứng trước quả phạt đang là
Quang Khang và Tiến Triển. Hữu Thắng cũng đang chờ đợi sẵn một tình huống chuyền ra để dứt điểm. Minh Hiếu sẽ phải thật sự tập trung. Bóng đá phong trào là như vậy, một bàn thắng thôi cũng sẽ làm giải tỏa rất nhiều về tâm lý cho cầu thủ. Quang Khang không quang rào. Phản công. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Thế Anh thì đang bị đau sau một tình huống dứt điểm rất căng của Quang Khang. Bên ngoài sân thì có vẻ như là phụ huynh của thủ thành Hải Huy đang đi ích nơi lên tức thì phải. Một khán giả giấu tên thì đang có phần thưởng 2 triệu đồng nếu như Hải Huy ngày hôm nay giữ sạch lưới. Những khán giả rất đông ngày hôm nay, ngồi chém gió, uống trà chanh, thưởng lãm một bầu không khí trong lành tại mảnh đất Sải. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi ngồi cạnh những bàn trà chanh lại là những cô vợ hoặc là những cô người yêu, những bạn gái. Lý do vì sao mà thanh niên của Xuân Lai lấy vợ rất sớm. Tiếp tục là một đường chuyền xa. Tiến Triển và Quang Gấu đã không hiểu ý nhau. Độ tài xỉu từ ban đầu mà bình luận viên Tiến Bành đưa ra là 3 đứt. Có lẽ những khán giả đi tài đã tầm này thì có lẽ đã ra đến cầu rồi. Quang Linh. Vẫn là các Xuân Lai, cơ hội phản công. Tình huống đẩy người. Bóng đá là môn dùng chân. Nhưng vừa rồi thì Dương Sport lại sử dụng cả tay nữa. Sử dụng môn judo trong bóng đá. Pha mở cánh rất điềm tĩnh. Nhưng nên nhớ là hành lang cánh đó rất trơn. Không được. Tiến Triển có một đường chuyền vào trong không thật sự ấn tượng. Xuân Lai vẫn chưa có một tình huống dứt điểm trúng đích nào. Cắt bóng tốt. Hữu Thắng. Quang Linh đã sửa sai. Một trận đấu tứ kết thứ hai rất hấp dẫn, rất sôi nổi. Không có gì khó khăn với Hải Huy. Nếu như Hải Huy giữ sạch lưới cho người một thì đúng là một hiệp đấu mà anh xứng đáng nhận được 10 điểm. Cơ hội dành cho Xuân Lai. Những khán giả bên ngoài sân thì đang không hài lòng với cách chơi của cầu thủ trên sân. Nhưng bóng đá nhìn có vẻ dễ, nhưng chơi thì rất là khó. Nếu như phải lựa chọn ra những cầu thủ hay nhất của Xuân Lai trong một, thì chắc chắn là Hải Huy là số 1. Và sau đó là Hữu Thắng. Các cầu thủ khác của Xuân Lai đang có một phong độ không thật sự ấn tượng. Đặc biệt là trung vệ Quang Gấu. Liệu Đinh Xuân Vinh có được tung vào sân không? Anh đã gặp phải một chấn thương trước thềm giải Xuân Lai.
Quang Linh. Những pha che chắn bóng rất khó chịu đến từ Quang Linh. Cắt bóng tốt đến từ Quang Gấu. Trọng tài đã cầm sẵn một chiếc thẻ vàng. Pha tăng tốc đến từ Khang Ích. Tiếp tục treo bóng. Xuân Lai đang đánh vào điểm yếu là thủ thành Minh Hiếu ngày hôm nay của XN. Đây là Quang Gấu. Dứt điểm hay. Phản công dành cho các thủ XN. Lại một tiếng đối mặt nữa. Thế Anh chân cháy. Rất nhiều các cơ hội được tạo ra. Hết Quang Linh rồi đến Thế Anh. Nhưng XN đang không ghi được bàn thắng trong hiệp 1. Tốc độ của trận đấu tứ kết 2 vẫn đang được duy trì ở mức độ cao. Thời tiết đang thật sự ủng hộ cho trận đấu tứ kết 2 ngày hôm nay. Đánh đầu. Khá đáng tiếc cho tình huống dứt điểm vừa rồi. Quang Gấu đã lên tham gia tấn công. Một cái lắc đầu nhưng bóng đã đi không được như ý muốn. 2 phút bù giờ trong đầu tiên. Quang Linh. Pha trượt chân của Quang Gấu nhưng rất may là Hữu Thắng đã sửa sai cho chính Quang Gấu. Một tình huống bọc lót kịp thời đến từ Hữu Thắng. Bá Phong. Quang Linh rất kinh nghiệm. Dương Sport đã không thể thoát đi. Rất bình tĩnh. Sút xa. Sẽ chỉ là một tình huống phạt góc thôi. Người thực hiện tình huống đá phạt cho XN là đội trưởng Thế Anh. Những thời khắc cuối cùng của hiệp đầu tiên. Thế Anh. Công Hạ là người chạm bóng cuối cùng. Rất có thể đó sẽ là tình huống chú ý cuối cùng của hiệp 1. Một tỷ số hòa cũng là một sự may mắn dành cho đội bóng chủ nhà rồi. Trọng tài Quý Xuất Cơ đã nổi hai hồi còi để tạm thời kết thúc hiệp đấu đầu tiên cho là trận đấu tứ kết 2. Chúng ta cứ cùng ra sân và tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào những diễn biến trong hiệp đấu thứ 2.
Chúng ta sẽ cùng quay trở lại hiệp đấu thứ hai. Cuộc chiến giữa XN Thất và giữa FC Sơn Lai đội bóng chủ nhà. Hiệp 1 kết thúc với số 0 đều. Một hiệp đấu mà những khán giả nhà đã thở phào nhẹ nhõm sau 30 phút đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng trở lại với 30 phút của đấu thứ hai để cùng xác định tấm vé thứ hai chơi là trận bán kết sẽ là ai. XN có quyền tiếc nuối với hàng loạt các tình huống đối mặt và những cơ hội nguy hiểm họ tạo ra trong hiệp 1. Thế Anh, Quang Linh đều đã từ chối cho khán giả của XN được ăn mừng. Cánh cửa để mở ra những bước chân thiên đường chỉ còn cách Sơn Lai và XN trong vòng 30 phút của đấu thứ hai nữa. Rất may cho XN là hiệp đấu đầu tiên. Trung vệ rất quan trọng trong cách bố trí đội hình đến từ đội trưởng Thế Anh là Công Hạ đã kịp thời xuất hiện trên sân. Điều mà XN còn thiếu thời điểm hiện tại chính là một ví thủ môn thôi. Trong hiệp 1 thì chính Quang Linh, cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều tình huống nguy hiểm nhất bên phía XN, là cầu thủ thi đấu nổi bật và năng nổ bên phía đội bóng áo đỏ. Nhưng đáng tiếc là Quang Linh đang không có duyên ghi bàn và không có duyên để tỏa sáng ở giải Xuân Lai. Trước thềm trận đấu giải đấu Xuân Lai Open, Xuân Lai và XN cũng giao hữu với nhau và hòa hai đều. Đánh đầu. Phá bóng mà Tiến Triển cùng với Quang Gấu không hiểu ý nhau. Bên ngoài sân thì Xuân Lai còn Đinh Xuân Vinh. Rất có thể là Đinh Xuân Vinh sẽ được vào sân ở những thời điểm quan trọng. Đinh Xuân Vinh sinh năm 1991, nhưng anh chính là trụ cột của bóng đá Xuân Lai trên những mạch sân đất nện trong vòng gần 7 năm qua. Bây giờ thì Đinh Xuân Vinh đã ngoài độ tuổi 30 và thể lực cũng như là phong độ của anh không thể đảm bảo như các cầu thủ trẻ nữa. Một trong những nhà tài trợ kim cương của giải Xuân Lai Open mùa đầu tiên. Anh cũng chính là giám đốc của công ty S5 Media. Rất khéo. Tình huống tranh chấp thành công đến từ Quang Khang. Bên phía các cầu thủ Xuân Lai đang có một cầu thủ nằm sân. Như vậy là phải thay người. Huyền thoại bóng đá sân đất của Xuân Lai, Đinh Xuân Vinh sẽ vào sân. Một sự mất mát đến từ đội chủ nhà. Những hình ảnh rất đẹp trên sân vận động sát sườn sông. Quá tuyệt vời. Một hành động rất fair play đến từ Quang Linh. Chúng ta còn chưa biết vì sao mà cầu thủ của chúng ta bị chấn thương. Rất nhiệt. Hai nhẹ.
Bóng vẫn trong chân các cầu thủ nhà. Đinh Xuân Vinh chân trái ngay. Khang Hách không được. Một góc sút quá hẹp và bóng tìm tới điểm nối giữa xà ngang và cột dọc cũng là sự thành công rồi. Pha chuyền bóng nguy hiểm, rất nguy hiểm. Có thể coi đó là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của FC Sơn La trong trận đấu ngày hôm nay. Tiến Triển là người đã đưa ra pha dứt điểm vừa rồi. Đánh đá! Không có bàn thắng cho đội chủ nhà. Một tình huống mạo hiểm. Phản công cho XN Thế Anh. Đinh Xuân Vinh. Một tình huống rất ngon ăn được các đội chủ nhà tạo ra. Pha va chạm của hai cầu thủ. Đội trưởng Thế Anh đang nằm sân cùng với đội trưởng Quang Gấu. Pha đánh đầu rất nguy hiểm đến từ đội trưởng Tiến Triển. Đến từ cầu thủ Tiến Triển. Pha va chạm giữa Quang Gấu và Thế Anh. Hải Huy. Đang có những dấu hiệu tích cực hơn trong cách chơi của Xuân Lai. Công Hạ. Phản công. Đường chuyền không đến được vị trí của Đinh Xuân Vinh nhưng vẫn là cao Xuân Lai. Nếu như hiệp 1 là hiệp đấu mà XN đang đá hay hơn thì hiệp 2 đội chủ nhà mới là đội bóng đang chơi khởi sắc hơn. Phản công. Quang Linh. Tình huống sẽ rất khó lường mỗi khi mà Quang Linh có bóng. Một tình huống cố định. Công Hạ và Thế Anh đang đứng trước quả đá phạt này. Công Hạ không được. Tiến Triển đã lao ra và kịp thời ngăn chặn. Sẽ chỉ có một tình huống đá biên. XN cũng đã từng tham dự rất nhiều các giải bóng đá phong trào.
của khu vực Đông Anh và Từ Sơn. Tuy nhiên đội bóng này vẫn cần phải ghi thêm những dấu ấn. Con đường đi xây dựng hình ảnh của đội bóng vẫn sẽ có rất nhiều chông gai, đặc biệt là tại mảnh đất Đông Anh, nơi mà bóng đá phong trào vẫn chưa thật sự phát triển đúng với tầm vóc và thương hiệu của nó. XN đang là một trong đội bóng đi đầu về công tác xây dựng hình ảnh. Các trận đấu giao hữu của họ đều có trọng tài và một số các trận đấu thì đều được quay phát trực tiếp. Các cầu thủ luôn tuân thủ rất nghiêm ngặt kỷ luật đến từ đội trưởng Thế Anh, ông bầu Thế Anh của XN, Quang Linh. Pha đi bóng vượt qua hai cầu thủ của Xuân Lai. Đây là Thế Anh. Sút xa không vào. Pha dứt điểm rất rảnh chân của Thế Anh, nhưng bóng vẫn đi hơi cao. Không phải nghiễm nhiên mà sắp tới XN được mời tham dự giải Đông Anh mở rộng tranh cúp Thịnh Dương. Quá nguy hiểm. Thủ thành Minh Hiếu vừa thử tài. Những khán giả trung thành với XN là như thế nào? Rất may là Minh Hiếu đã kịp thời lùi về và đấm bóng chịu phạt góc. Trọng tài xác định có một tình huống đẩy sau. Ngày mai nếu điều kiện thời tiết cho phép thì những giải đấu, những trận đấu của Xuân Lai tứ kết 3 và tứ kết 4 vẫn sẽ được diễn ra. Tiến triển. Đinh Xuân Vinh. Đường truyền rất khó đến từ những lão tướng của Xuân Lai. Lần đầu tiên của giải đấu này, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Bang đang sử dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm trên hàng công với Tiến Triển và Đinh Xuân Vinh. Khang Ích và Quang Linh. Rất nỗ lực đến từ Đinh Xuân Vinh, nhưng đây là câu trả lời của đội bóng XN. Cơ hội đối mặt. Không vào. Một tình huống băng cắt đến từ Lê Phong. Hải Huy. Rất nguy hiểm. Không thể đưa ra một tình huống dứt điểm. Tiến Triển. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà. Lại tiếp tục đi bóng. Xuân Lai thay người. Đinh Xuân Vinh rời sân. Và người vào sân là Văn Duy. Như vậy là ít nhất anh cũng đã có vài phút để được hưởng bầu không khí Xuân Lai Open lần đầu tiên. Đó cũng là một kỷ niệm đẹp đến từ huyền thoại của bóng đá Xuân Lai. Có! Lại là cái tên quen thuộc Quang Linh. Tình huống dứt điểm có lẽ là đưa tấm vé vào bán kết của XN lên trời.
lại là Quang Linh. Rất tốt. Quyết định dứt điểm có phần vội vàng. Ngay sau khi Văn Duy vào sân, anh có một tình huống sâu kim. Pha va chạm của Tiến Triển và Lê Phong. Hiệp 2 thì rõ ràng là XN đang đá không hay như hiệp 1. Bóng đã không chạm ai. Rất nguy hiểm. Không có ai lao vào. Không có ai nào vào dứt điểm đá bồi khi mà thủ thành Minh Hiếu phải mất tới 2 nhịp mới làm chủ được tình hình. Pha phạt bóng rất mạnh của Hải Huy. Ngày hôm nay thì cả 4 thủ thành của XN tất đều vắng mặt. Đây là cơ hội Quang Linh. Lại là một sự vô duyên. Sự xuất hiện kịp thời đến từ Quang Gấu. Phạt góc. Thế anh không được. Pha mở cánh. Câu trả lời vẫn là các thủ chủ nhà. Một tình huống láo nháo phá vô xe không thành công đến từ Trọng Tuyền. Không thể thoát đi. Xuân Lai cũng đang lựa chọn một cách chơi pressing ngay phần sân đối phương. Nhưng đây là Thế Anh. X đã di chuyển Quang Linh, không thể dứt điểm. Pha phối hợp giữa đội trưởng Thế Anh và Quang Linh đã bị bắt bài. Người can thiệp rất kịp thời, đúng lúc đó là Hữu Thắng. Đấy rồi, vẫn không vào. Pha dứt điểm bằng chân phải đến từ Lê Phong. Quang Gấu, đây là Hải Huy, lại tiếp tục treo bóng. Lê Phong rất trơn, nhưng đây vẫn là cao thủ XN. Tiến hai, cơi. Không hiểu là ngày hôm nay cao thủ XN đang làm gì khi những đôi chân của họ có vẻ như đang bị sang vành tương đối nhiều. Hữu Thắng đã phạm lỗi. Không ạ. Sút xa.
đã có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ XN. Quang Linh là người đã phạm lỗi. Phạt dứt điểm từ giữa sân đến từ cầu thủ trẻ 2K4 Công Hạ bên phía XN nhận tức. Hải Huy lại tiếp tục phải trổ tài. Xuân Lai đang lựa chọn bóng bổng. Trọng Tuyên. Vẫn là các cầu thủ XN. Thế Anh phạt xoay còn 3 không thành công. Quang Linh đây rồi, Quang Linh tiến hai chân trái không vào, vẫn tiếp tục là Lê Phong. Người xuất hiện là Quang Gấu. Rất an toàn. Xuân Lai đang lựa chọn một cách chơi thực dụng. Họ đang đánh vào điểm yếu là thủ thành Minh Hiếu bên phía XN. Cầu thủ bên phía XN đang bị đau. Vẫn là Công Hạ. Cũng không thể trách cao thủ Xuân Lai được. Họ vẫn đang chia cắt Quang Linh và Thế Anh rất tốt. Một trận đấu mà đội chủ nhà cũng đang tự vượt khó. Vẫn là cao thủ chủ nhà, không được. Và xoay người và dứt điểm rất nhanh của Văn Duy. Phản công dành cho chủ nhà. Văn Duy sút ngay. XN thay người. Lê Phong được chờ ra nghỉ và Thế Quang được tung vào sân. Cơ hội Quang Linh chân trái. Không biết là Quang Linh đã dứt điểm bao nhiêu lần về phía thủ thành Hải Huy ngày hôm nay rồi.
Bình luận viên Tiến Bành bảo là tài ba đất. Bây giờ thì ra đến cầu rồi. Biết thế nào là ba đất. Có ai dám đánh ở đâu? Có ai dám đánh, có ai dám đánh xỉu đâu? Phản công cho Ích Đờ, Thế Anh. Vẫn là Thế Anh. Hàng phòng ngự của Xuân Lai áp sát Thế Anh rất nhanh. Bây giờ Thế Anh đang bị đau. Sơn Gucci vẫn đang ở ngoài sân bên phía Ích Đờ. Sẵn sàng vào sân bất cứ thời điểm nào. Đã có tiếng còi của trọng tài Quý Soccer. Cơ hội cho đội chủ nhà. Khang Ích. Phá bóng đã bị bắt bài. Rất có thể là trận đấu sẽ phải bước vào là sút penalty. Một lối chơi mà các thủ Xuân Lai cũng đang không thật sự muốn phối hợp ở phần sân nhà. Không biết là xong trận đấu này thì sẽ có một cuộc chiến bên ngoài sân giữa Xuân Lai và XN nữa không? Giao hữu họ đã tiêu tốn hết 81kg bia. Đây là cơ hội Quang Linh. Bóng đã ăn ra má ngoài. Sẽ là, có lẽ sẽ là một sự đáp lễ của XN ngày hôm nay cho đội chủ nhà. Đây là coi, đó có thể là tình huống đá bay tấm vé bán kết của đội chủ nhà đến từ Tiến Triển. Một pha đá bay tấm vé bán kết của đội chủ nhà ở hai hiệp chính. Rất nhiều thời gian, quá nhiều khoảng trống, nhưng Tiến Triển lại lựa chọn một giải pháp mà khán giả Xuân Lai không mong muốn. Đây là Quang Linh. Quang Linh, Thế Anh, vẫn là Thế Anh, trượt chân rồi, phạm lỗi, chiếc thẻ vàng ngay lập tức được trọng tài rút ra, dành cho Thế Quang. Trọng Tuyên cũng rất chủ động tăng tốc. Sống không ý, hiểu không? Mỗi một cái bài đăng được 10 năm 20 lượt like, lượt tiếp cận nó hiện ngay. Bài đăng là mạo vẻ hết, giả hết 200 lượt.
Đánh nào! Vẫn lên trời. Vẫn là tiến triển. 2 phút bù giờ cho trận đấu tứ kết thứ hai. Thời điểm mà những huấn luyện viên trưởng có lẽ bên ngoài sân sẽ nghĩ tới những cá nhân cầu thủ sút penalty. Đá phạt. Xuân Lai thay người. Đinh Mạnh là người được tung vào sân để thay thế cho Hải Huy. Một trận đấu mà Hải Huy đã thi đấu rất hay. Cách thay người giống với huấn luyện viên trưởng Hút Đít Đình đến từ huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Bang hay không? Người hùng của Xuân Lai ngày hôm nay được thay ra. Thủ thành chính số 1 Đinh Mạnh. Hải Huy đã có một trận đấu để đời. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng là một trận đấu mà Hải Huy xứng đáng được chấm điểm cao nhất. Hữu Thắng đứng trước quả đá phạt dành cho Xuân Lai. Không vào! Người hùng bất đắc dĩ của XN United Minh Hiếu vừa cứu cú ấn tượng. Pha dứt điểm bằng chân trái, bóng đi thẳng vào góc cao. Những đầu ngón tay đến từ Minh Hiếu đã cứu thua. Cả thắng còn, cả nghĩa gà đang xem trực tiếp trận này ở ngoài sân. Quá đáng tiếc cho đội chủ nhà. Rất nguy hiểm. Và đúng này thì trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu tứ kết thứ hai. Xuân Lai XN hòa nhau không đều. Và thời điểm hai bóng vào bước vào là sút penalty may rồi. Loạt sút penalty may rồi. Trận đấu đã hòa không đều. Loạt sút penalty với cao thủ Xuân Lai và XN. Rất may rồi.
cho dù ai đi tiếp cũng đều xứng đáng ở điểm này thôi. Hy vọng là các khán giả sẽ cùng giúp chúng tôi chia sẻ cho loạt đấu súng này. Nếu như bạn nghĩ XN chiến thắng thì hãy cùng bấm like và chia sẻ. Còn nếu như các bạn nghĩ Sunlight đi tiếp, hãy cùng thả tim và chia sẻ cho loạt sút penalty này. Trọng tài Quý Soccer đang nhắc nhở hai thủ thành Đinh Mạnh và thủ thành của các cầu thủ bên phía XN Liên Tức. Chúng tôi còn chưa biết đó là ai. Bây giờ bà chả chả nhã Huy bảo mẹ mẹ bỏ bảo Huy bỏ đang là nói vào mic này nói bé này đúng không? Như vậy là các đội XN là những người thực hiện là giúp bên trước. Thế anh và Đinh Mạnh rất hồi hộp. Thế Anh rất quyết đoán. Tỷ số tạm thời là 1-0. Dành cho XN. Trọng Tuyên là người thực hiện là sút đầu tiên dành cho Xuân Lai. Sẽ là đội trưởng Thế Anh. Trọng Tuyên. Một tình huống dứt điểm giữa lưới của Trọng Tuyên. Rất bản lĩnh. Tỷ số penalty là 1-1. Công Hạ là người thực hiện là sút thứ hai cho XN. Cầu thủ sinh năm 2K4. Công Hạ vừa cùng với U18 Việt Đồng Anh lên ngôi vô địch tại giải U18 Vĩnh Phúc. Đinh Mạnh và Công Hạ. Rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thì Đinh Mạnh đã có thể cản phá thành công. Một pha đổ bóng, đổ người trúng ngưỡng. Đổ người xuất sắc. Nhưng vẫn là 2-1. Hai đều. Không có sai lầm. Thế Quang là người thực hiện là sút thứ 3 cho XN. Rất hồi hộp. Thế Quang 3-2. Những cầu thủ đầy dày dặn kinh nghiệm của XN đều đã thực hiện thành công. Như vậy là XN đã quyết định thay đổi thủ môn. Trung vệ Công Hạ là người sẽ đứng trong khung gỗ. Loạt sút thứ 3 của đội chủ nhà. Đây là Văn Duy. Rất căng thẳng. Văn Duy đối đầu với Công Hạ.
Văn Duy. Tỷ số penalty là 3 đều. Tình huống đánh lừa thành công thủ môn của đội bóng XN. Bây giờ thì trong khung gỗ của Xuân Lai sẽ là Quang Gấu. Minh Hiếu đối đầu với Quang Gấu. Minh Hiếu không có cơ hội cho Quang Gấu. 4-3. Loạt sút thứ tư của đội chủ nhà. Quang Khang. Cũng không có sai lầm. 4 đều. Loạt sút thứ năm. Quang Linh. Hai cầu thủ tên Quang, Quang Linh và Quang Gấu. Lên trời. Rất đơn giản. 5-4. Tiến triển và công hạ. 5 đều. Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ban huấn luyện Xuân Lai vẫn đang tin tưởng vào Quang Gấu. Loạt sút thứ 6 của các cầu thủ bên phía XN. Đức Đồng. Tiếc cho các thủ XN. Và Quang Gấu lại là người hùng hay chăng? Loạt sút thứ 6 của đội bóng. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Chính Quang Gấu là người đã thực hiện thành công loạt sút thứ 6 cho đội chủ nhà. Loạt sút penalty có tỷ số là 6-5. Ngày hôm nay cũng xin tiết lộ với khán giả là sinh nhật của Quang Gấu. Quá tuyệt vời. Xuân Lai sẽ ghi tên mình vào loạt trận bán kết của giải Xuân Open 2022. Một trận đấu rất cảm xúc. Quá tuyệt vời. Một trận đấu rất hay, rất cảm xúc. Và Xuân Lai là người đã vượt qua. Xin chúc mừng các thủ chủ nhà. Một ngày sinh nhật đáng nhớ đến từ Quang Gấu. Những khán giả bên ngoài sân cũng đã dành những tràng pháo tay cho cá nhân của Quang Gấu ngày hôm nay. Những hình ảnh rất cảm xúc trên trang fanpage của bình luận viên Nguyễn Đình Hùng. Chúng tôi xin được cảm ơn các vị khán giả đã theo trực tiếp ngày hôm nay. Xin chào và gặp lại ở các trận đấu vào ngày mai.